Xin kính chào cả nhà. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề là mình sẽ xẻ cái mương phèn để mà giúp cho cái cây của mình nó được hạn chế được cái tình trạng mà bị phèn. Nó làm cho cái cây của mình nó sẽ bị hư cái bộ rễ và nó úng nước, nó làm cho cái tình trạng mà nó rất là dễ bị vàng lá thối rễ. Hay là đặc biệt đó là trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều vườn nó bị gọi nôm na theo từ ngữ dân gian đó là thối rễ chuột. Thì đối với những cái vùng đất á, mà phèn nhiều quá, chẳng hạn như là những cái khu vực mà trũng hoặc là những cái khu vực phèn xanh thì nó tương đối là nhiều, thì sau khi mà chúng ta trồng cái cây cam sành xuống là tầm độ khoảng là cây một lấy sau khi mà chúng ta lấy cây một hoàn chỉnh, và đặc biệt trong những cái tháng mùa mưa thì nếu mà chúng ta không có xẻ mương phèn thì nó sẽ rất là dễ bị động nước lại và nó không có gọi được nước tốt. Chính vì thế đó là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng mà cái cây cam của chúng ta nó sẽ dễ bệnh vàng lá thối rễ. Và nhìn xa xa thì chúng ta sẽ thấy được á, là trong cái giai đoạn mà nó chuyển lụa thì nó sẽ chuyển lụa không thành công, và cái lá trên đọt lá đọt non á, thì nó sẽ bắt đầu ngả màu vàng. Và như vậy thì chúng ta lại kiểm tra thì chúng ta sẽ nhổ cây cam lên thì chúng ta sẽ thấy á, cái rễ cọc của nó hay là còn gọi là rễ chuột á, thì nó sẽ bị thối hoặc là nó sẽ bị nấm. Nếu mà trường hợp bị nấm tấn công nhiều á thì nó sẽ bị nó tấn công nấm nó tấn công lên trên cái rễ của cái cây, thì nó sẽ làm cho cái hiện tượng là nứt hay gọi là nứt củ mì. Thì đối với những cái vùng đất cao á thì nó sẽ rất là dễ bị cái dòng nấm đó là cái Phytophthora nó tấn công. Nhưng mà đối với những cái vùng đồng bằng chẳng hạn như là cái vùng cam ở vùng trồng cam sành ở Vĩnh Long thì đất cái địa chất của nó thấp á, thì nó sẽ rất là dễ nhiễm cái nấm là Fusarium. Chính vì thế á, là cái phương pháp mà để chúng ta quản lý cái bệnh, để chúng ta phòng ngừa cái bệnh mà vàng lá thối rễ hay là còn gọi là bệnh thối rễ chuột á, thì chúng ta sẽ áp dụng những cái phương pháp mà thủ công. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ xẻ mương phèn, thì tùy theo cái tập quán của từng địa phương thì chúng ta có thể là, thứ nhất là có thể là sẽ một cái đường phèn ở giữa cái clip chạy dài theo dọc theo cái clip. Còn một số cái địa phương thì sẽ áp dụng cái biện pháp là sẽ xẻ theo cái hình xương cá. Thì trong cái video thì anh em cũng có thể thấy thì giữa hai cái cây cam thì chúng ta sẽ xẻ một cái học cá học sẽ xẻ một cái học mương phèn để mà nó mưa dầm, để mà nó mưa dầm hoặc là chúng ta lỡ có trong những cái tháng nắng chúng ta lỡ có tưới nước nó đẫm thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ gõ nước rất là tốt. Nếu như anh em nào mà để ý kỹ chút xíu á, trong cái giai đoạn mà chúng ta xẻ mương thì anh em sẽ thấy á, là nước ở trong đất nó chảy ra rất là nhiều. Thì chúng ta nhìn sơ qua thì anh em có thể thấy á, là sẽ không có nhìn đó thì thấy nó khô, nhưng mà khi mà chúng ta xẻ rồi thì chúng ta mới phát hiện là nước ở trong đọng lại rất là nhiều. Chính vì thế thì trong cái tháng mùa mưa thì anh em cần phải xẻ cái mương phèn, để thứ nhất là cái công dụng của nó là để hạ phèn, thứ hai là chúng ta sẽ giúp cho cái bộ rễ cam nó sẽ được thông thoáng hơn. Không phải là cái cây cam không, mà có thể là đa phần những cái cây trồng khác cũng vậy, thì anh em cũng nên xẻ mương phèn để giúp cho cái bộ rễ nó thông thoáng hơn. Và đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta mỗi một cái cơi thì anh em nếu mà kỹ trong cái tháng mùa mưa thì anh em có thể là sử dụng những cái sản phẩm mà để quản lý mà nấm, đặc biệt là cái nấm Fusarium nó tấn công làm cho thối rễ. Thì những cái sản phẩm mà thông thường anh em có thể là sử dụng đó là cái Metalaxin hay là cái Robiconazole hay là Difenoconazole, thì nó có trong những cái thành phần một số cái hoạt chất đó là nằm trong những cái sản phẩm mà trên thị trường cũng đang bán rất là nhiều. Chẳng hạn như là Metalaxin thì cho nó có trong Metaxy, hay là Robiconazole hay là Difenoconazole thì nó sẽ có trong cái tin super. Rồi ngoài ra thì anh em cũng có thể là sử dụng cái gốc là măng khô dép kết hợp với simosanin thì nó có trong cơ giác 58, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng những cái sản phẩm với cái hoạt chất là giống tương tự như cái sản phẩm là Aliex thì cũng có thể là quản lý được những cái đối tượng mà nấm nó tấn công trong cái bộ rễ. Thì đặc biệt á, là để mà giúp cho cái cây của mình nó được lấy cơ thành công thì anh chị có thể là sau khi mà giai đoạn mà chúng ta cắt đọt để chúng ta chuẩn bị lấy cái cây mới, thì anh chị có thể là
tưới tới một cái cữ thuốc để mà chúng ta rửa rễ, và sau đó chúng ta mới đưa phân hóa học vào để chúng ta đun lấy cái cây. Thì như vậy thì cái biện pháp vậy thì nó sẽ giúp cho cái cây của chúng ta nó sẽ phát triển nó đồng bộ hơn, với lại nó sẽ phát triển ổn định hơn, nó hạn chế được tối đa được cái tình trạng mà cái cây cam nó sẽ bị bệnh về sau này. Và đặc biệt á, lưu ý anh em á, là hạn chế đi phân hóa học nhiều, thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn cái đối tượng đó là phân hữu cơ, đặc biệt là những cái vùng đất phèn. Bản chất của đất phèn á, thì nó sẽ do cái pH nó thấp, cái độ axit nó cao, chính vì thế á, chúng ta có thể là gãy dơ lân gãy hoặc là gãy dôi để chúng ta rửa phèn. Bên cạnh đó thì đó là cái biện pháp tạm thời. Tuy nhiên á, cái biện pháp mà về lâu dài á, thì anh em nên sử dụng cái phân hữu cơ tỷ lệ là khoảng 50-50 với phân hóa học để mà chúng ta chưa canh tác cái cây theo hướng bền vững. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ giúp cho cái bộ rễ nó phát triển ổn định hơn, nó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng mà bệnh thối rễ ở trên cây. Thì trên đây là một số cái hình ảnh mà quay trực tiếp ngoài đồng, thì anh em cũng có thể là coi tham khảo để mà chúng ta thấy là những cái cách mà để chúng ta làm cái mương phèn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ bồi thêm trên cái mô cam của chúng ta sẽ được để cho cây cam nó được cái mô nó được đẹp hơn. Dạ, thì cuối lời thì cũng chúc cho anh em thì sẽ có một cái vụ mùa thành công, để có thêm những cái thông tin mới để giúp cho anh em quản lý được cũng như là ngăn ngừa được một số cái bệnh hại chính ở trên cái cây trồng của chúng ta. Thì kính chúc cho anh em sẽ có được những cái vườn cam đẹp.